Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5 năm 2021, tập đoàn Vingroup chính thức công bố VinSmart sẽ dừng việc nghiên cứu, sản xuất TV và điện thoại di động để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm điện tử và các tính năng infotainment cho ô tô VinFast. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa VinFast tiến đến mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất trên thế giới. Theo quyết định mới thì VinSmart sẽ dừng việc phát triển TV và điện thoại di động, chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Nhiệm vụ thứ hai là tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các linh kiện điện tử, các tế bào pin, các hệ thống pin điện hoàn chỉnh, động cơ điện các loại nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và đảm bảo nguồn cung chất lượng cao cho VinFast. Để dồn toàn lực lượng vào hướng đi mới thì các nhà máy của VinSmart sẽ tiếp tục sản xuất các điện thoại và TV hiện có cho đến hết vòng đời của sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Sau đó một phần của nhà máy sẽ được sử dụng để gia công cho các đối tác, phần còn lại được mở rộng điều chỉnh để sản xuất các sản phẩm mới. Về các sản phẩm đã bán ra thị trường thì VinSmart cam kết giữ nguyên chế độ bảo hành, sửa chữa, chăm sóc như đã cam kết cho đến ngày khách hàng không còn sử dụng sản phẩm nữa. Đặc biệt, một phần bộ phận thiết kế phần mềm điện thoại vẫn tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp, cập nhật cho các điện thoại VinSmart đã bán ra thị trường. Ngày 6 tháng 5 năm 2021, thì Vingroup đã công bố sẽ tập hợp lực lượng phát triển xe từ các viện nghiên cứu của VinFast ở nước ngoài về trụ sở chính ở Việt Nam để đảm bảo tiến độ nghiên cứu và phát triển cho các dòng xe mới. Trước đó, thì tập đoàn cũng đã lần lượt rút khỏi mảng bán lẻ, nông nghiệp và hàng không để tập trung cho ưu tiên cốt lõi là ô tô. Cá nhân mình cho rằng đây là một trong những bước đi đã có chiến lược hoạch định rõ ràng của Vingroup, tập trung nguồn lực tối đa để làm ô tô điện, bởi vì mảng xe điện mới là mảng chưa có nhiều cây đa cây đề, hoàn toàn mới trên thị trường. Còn lại thì TV và điện thoại bao nhiêu năm qua tôi cho rằng cũng không có những cái đổi mới và cải tiến gì cả. Chính vì vậy mà việc dừng sản xuất TV hay điện thoại hay thậm chí là bán chuỗi hệ thống VinSmart là điều cần thiết để tập trung nguồn lực vào làm xe điện, đánh thị trường Mỹ, phủ sóng thị trường Việt Nam. Ông nào làm kinh doanh cũng vậy cả thôi, đang cần vốn, bán bớt đi tài sản để đầu tư là chuyện hết sức bình thường. Ngoài yếu tố về chất lượng sản phẩm, marketing khôn ngoan, yếu tố quan trọng hơn cả đó là phải trường vốn, phải có nhiều tiền. VinSmart ra đời vào tháng 6 năm 2018, khởi điểm là sản xuất điện thoại thông minh thương hiệu VinSmart. Sau gần 3 năm phát triển, VinSmart đã ra thị trường với 19 mẫu điện thoại và 5 mẫu TV. Trong đó thì điện thoại VinSmart đã chiếm lĩnh top 3 thị phần smartphone ở tại thị trường Việt Nam và được vinh danh trở thành thương hiệu điện thoại Việt xuất sắc nhất Tech Awards 2020, trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về việc Vingroup dừng việc nghiên cứu, sản xuất TV và điện thoại di động để tập trung vào làm xe ô tô điện. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.